Chiều 20 tháng 10, Thượng tá Phan Thanh Bổng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Minh Hóa, Quảng Bình xác nhận một vụ sạt lở rất lớn đã xảy ra tại đồn này, khiến nhiều dãy nhà trong đồn bị sập, hư hỏng. May mắn là toàn bộ các cán bộ chiến sĩ của đồn đều an toàn. Hiện toàn bộ người và quân trang trong đồn đều đã được di dời đến một địa điểm khác an toàn hơn. Trước đó vào 10 giờ 30 ngày 19 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện nhiều vết nứt và sụt lún trong một số khu vực, nhận định những dấu hiệu bất thường trên có khả năng gây nguy hiểm. Đơn vị này đã khẩn cấp di chuyển cán bộ, chiến sĩ, vũ khí trang bị, tài liệu và các tài sản quan trọng khác ra khỏi đơn vị đến nơi đảm bảo an toàn. Đến 19 giờ tối, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở khu vực gần cổng của đơn vị đang đóng quân. Một quả đồi đã sụp xuống chắn ngang toàn bộ quốc lộ 12 và làm sập hai dãy nhà của cán bộ chiến sĩ của đồn. Vụ sạt lở này cũng làm một đoạn dài hơn 300 mét của đường quốc lộ 12 bị nứt toác, mặt đường vỡ ra từng mảng.